11 giờ thì các chú đến xa xôi quê xa Hải Dương đến lúc 9 giờ thì đem đưa ông bà tôi đã đặt làm một bộ ăn gian rồi thì quân thư thì đặt nắp đặt là xong rồi. Thế là xong rồi chúng tôi là ông bà tôi rất là ưng ý. Thì cảm ơn là chú chính và chú phụ nhá. Vâng. Gửi lời về quê hương là cả thăm tất cả. Vâng. Gia đình là chúng tôi rất ông bà tôi rất cảm ơn nhiều. Vâng rồi. Bà cho cháu hỏi là cái bộ bàn thờ có đẹp không ạ? Đẹp. Bàn thờ đẹp đẹp lắm. Dạ đặt vâng. Cái ý rồi. Dạ vâng. Ạ. Dạ vâng. Vâng đồ gỗ thành quyên vậy là xin chúc ông bà với gia đình làm ăn mạnh khỏe nhá. Vâng. Dạ. Ông bà cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của đồ gỗ Thành Khuyên. Thì hiện nay thì trên thị trường thì có rất nhiều loại gỗ khác nhau trên thị trường. Để mà tìm được một loại gỗ tốt và giá cả hợp lý thì không hề đơn giản đối với những người mà không biết về đồ gỗ. Có rất nhiều người ham hàng rẻ nên khi mua đồ gỗ đã mua phải hàng kém chất lượng và dùng một thời gian sẽ bị mối mọt. Do vậy hôm nay cơ sở Thành Khuyên bên mình sẽ làm video với chủ đề là vì sao gỗ gỗ đỏ Nam Phi lại đang được ưa chuộng và combo phòng thờ gỗ gỗ đỏ Nam Phi có giá là bao nhiêu. Thì gỗ gỗ đỏ Nam Phi là loại gỗ mà có ưu điểm là độ bền và độ rắn chắc, có khả năng chịu lực rất là tốt và ít bị cong vênh. Cái thứ hai là gỗ gỗ đỏ Nam Phi có khả năng chống mối mọt và có độ bền rất là cao. Và cái thứ ba là cái vân gỗ đỏ Nam Phi thì rất là đẹp mắt và sang trọng, màu sắc thì tươi tắn, không bị xuống màu theo thời gian, mà màu để càng lâu thì càng đẹp. Bởi vì những cái giá trị thẩm mỹ tốt như vậy nên là gỗ gỗ đỏ Nam Phi hiện tại thì đang được nhiều người sử dụng ở phòng khách, phòng ngủ và phòng thờ. Đối với dòng gỗ gỗ đỏ Nam Phi là loại dòng gỗ mà rắn chắc, nếu mà được bảo vệ tốt thì có thể dòng gỗ này có thể sử dụng đến hàng vài chục năm đến hàng trăm năm. Một bộ phòng thờ gỗ gỗ đỏ Nam Phi hàng đẹp có thể dao động từ 50 đến 70 triệu hoặc thậm chí có thể cao hơn nữa. Tuy nhiên thì nó tùy thuộc vào kích thước cũng như là mẫu mã mà mọi người sử dụng. Như ở đây là một bộ phòng thờ gỗ gỗ đỏ Nam Phi. Bên cơ sở mình làm cho gia đình một vị khách hàng ở Quảng Ninh, bao gồm một bộ sập thờ nhị cấp, một bộ hoành phi câu đối và một bộ ngai thờ và bài vị. Thì bên cơ sở mình đã bàn giao cho gia đình bác và lắp đặt tận nơi với tổng số tiền là 65.500.000 hoàn thiện. Đây là một trong những combo phòng thờ mà nhiều khách hàng đang quan tâm và sử dụng. Không gian phòng thờ thì được thiết kế rất là tinh xảo, sắc nét. Nó sẽ là sự gợi ý tuyệt vời cho những khách hàng mà yêu thích về gỗ gỗ đỏ Nam Phi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip. Mọi người đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho đồ gỗ Thành Khuyên. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo.